Bắt cơm lên lại quên cắm điện, mở nắp nồi toàn là nước gạo, bố cốc đầu mẹ lầu bầu cả tiếng, con đau điếng cắm lại nồi cơm, bê mâm cơm xong hết cả rồi, ôi là trời lại quên bật nút nồi cơm. Khi xưa Ali Ba Toang cầm một quả bom ném lên trời luôn, Ali Ba Toang, Ali Ba Toang chưa kịp nằm xuống bom đã nổ luôn. Ali vô hòm, ba cầm cây nến vàng, mẹ cầm cây nến xanh, con cầm cây nến hồng. La 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 la, đốt cháy một căn nhà. Nhà em nuôi một đàn gà, chúng thường đi bộ từ nhà ra sân. Những hôm mưa gió ngoài sân, chúng lại đi bộ từ sân vào nhà. Bố em muốn thịt đàn gà, chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân. Nhưng mà em đứng ở sân, đàn gà lại chạy từ sân vào nhà. Nói chung là cả đàn gà chạy đi chạy lại từ nhà ra sân. Thế rồi chúng đứng phân vân, không biết nên chạy ở sân hay nhà. Ba là con muỗi già, mẹ là con muỗi xanh, con là con muỗi vằn, ba con muỗi vo ve, đốt chết một con bò. Xích lô, đi từ quê lên phố, bao nhiêu, năm đồng thôi cô hai. Mắc qua, ba đồng thôi ông ha. Không sao, không sao, xin mời cô lên xe. Con cò bay lả bay la, siêu nhân ném đá, chết cha con cò. Gần đó có một con bò nó đá, gãy giò siêu nhân. Kế đó có bác nông dân, một dao phi thẳng đứt gân con bò. Con ruồi bay lả bay la, bay từ hố xí bay ra nghe lòng. Lúc anh đi không người đưa tiễn, lúc anh về bảy tám người khiêng, trên quan tài các chín chữ thiêng liêng. Tổ quốc vừa mất đi một thằng ăn hại, ước gì mình biết bay, ước gì mình biết đi, ước gì mình có thể bơi được. Ước gì có bát tiết canh, khi xưa vác bút theo thầy, giờ đây em lại thì vác cày theo châu. Ai đưa con sáo sang sông, để cho con sáo mất công bay về. Bay về ngoảnh lại chửi thề, má thằng mất dạy làm nghề trộm chim. Chồng người đánh bắt dẹp đông, chồng em vào bếp riêng cung bắn mèo. Một tiết sức chiều đưa cả đoàn xuống nòng đất, dòng điện kít in riu giật theo kiểu đơn giản nhất.